Người chung thủy nhất với bạn chính là cái bóng, còn người chung thủy nhất với trái đất đó chính là mặt trăng. Dù nằm cách xa tới 384.000 km, nhưng mặt trăng vẫn luôn âm thầm quay quanh, vỗ về cho trái đất. Trong khi đó thì trái đất lại chẳng biết trân trọng, tình yêu của trái đất đã dành hết cho mặt trời. Một cô gái nóng bỏng, vâng, nóng thật các bạn ạ. 5.500 độ cơ mà. Vậy có thể nào vì đơn phương quá lâu, tới 4,5 tỷ năm, mà đến một ngày nào đó, mặt trăng sẽ tuyệt vọng, rời xa, trả lại bầu trời cho trái đất hay không? Đây có lẽ là một câu hỏi ngớ ngẩn. Theo logic thì làm sao mặt trăng có thể đột ngột biến mất trước khi nó bị thiên thạch đâm vào, giống như một cô gái buồn bã đi ngoài đường rồi bị xe tông. Nhưng sẽ ra sao nếu mặt trăng không còn nữa? Có lẽ dân tộc trên thế giới tiếc thương mặt trăng nhất sẽ là người Việt Nam. Bởi mặt trăng đi không có nghĩa là chú Cuội sẽ biến mất, chị Hằng sẽ không còn. Làm sao có thể không xót xa khi hai người sống lâu nhất Việt Nam lại cùng rủ nhau đóng vai người vô hình trong vũ trụ. Rồi lấy đâu trung thu cho các cháu đi chơi, lấy đâu lý do cho các đôi nam nữ vào nhà nghỉ để nắm tay nhau và hứa sẽ không làm gì. Rồi lấy đâu cảm hứng cho các nhà thơ ngồi sáng tác, và chắc chắn học sinh sau này sẽ chẳng phải toát mồ hôi để cảm thụ văn học của những tác phẩm về trăng. Đánh giá một cách khách quan mà nói thì mặt trăng là cái đèn cao áp công suất lớn nhất hành tinh. Nếu mặt trăng biến mất, màn đêm sẽ vô cùng tối tăm. Điều này thì không làm thay đổi nhiều đến con người, nhưng sẽ là một điều kinh khủng với rất nhiều loài sinh vật. Ví dụ như loài bướm đêm sẽ không thể đi bắt mồi. Xin lưu ý là chúng tôi không hề nhắc đến dòng bướm đêm hai chân mặc váy ngắn thường xuất hiện bên đường trong thành phố. Trăng biến mất, loài rùa biển cũng sẽ không thể đẻ trứng trên bờ rồi bò về với biển. Chim cú mèo cũng rất có thể vừa cất cánh đã cắm đầu ngay vào cây cột điện. Rất nhiều loài động vật khác sẽ gặp rắc rối khi đi săn mồi, không loại trừ khả năng bao gồm cả mấy thằng nghiện. Và có thể sẽ không còn những chí phèo vào việc bên gốc chuối, và cũng không có những thằng chí phèo còn khóc oe oe bên đống gạch. Có thể các bạn đã biết rằng trái đất có được mùa đông, mùa hạ như ngày hôm nay là công rất lớn thuộc về mặt trăng. Nhờ tình yêu bất diệt dành cho trái đất mà mặt trăng luôn bám như đỉa cậy mãi cũng không ra. Việc phải gánh một cô gái chung thủy như vậy đã khiến trái đất vênh cổ sống, quay lệch một góc 23 độ năm. Từ đâu như vậy là điềm dở? Nhưng không, nhờ nó mà chúng ta có các mùa với rất nhiều đặc điểm thời tiết khác biệt và đặc sắc. Bởi diện tích đón nắng ở các nơi trên trái đất sẽ khác nhau tùy vào vị trí của trái đất so với mặt trời theo thời gian. Cuộc sống sẽ phong phú hơn rất nhiều. Nhưng một khi mặt trăng không còn nữa, các nhà khoa học cho rằng xương sống của trái đất sẽ tự chữa lành, nó sẽ không còn bị nghiêng nữa. Khi đó, trục của trái đất sẽ song song với mặt trời. Hệ quả là trên trái đất sẽ không còn mùa. Tin buồn là người Việt Nam sẽ không còn được ngắm hoa đào vào dịp Tết, không còn mùa đông lạnh để cà khịa mấy đứa em à. Nhưng tin vui là các bạn ở miền Bắc vẫn có cơ hội ăn kem và ngắm bikini trên biển kể cả vào giữa mùa đông tháng 12 âm lịch, vì lúc đó mùa đông mùa hè thì cũng nóng như nhau. Có một điều bạn biết nhưng các thầy bói chưa chắc đã biết, đó là hiện nay mặt trăng vẫn đang kéo trái đất quay chậm hơn 0,0018 giây mỗi... Một năm. Không phải, mỗi 100 năm. 100 năm mà chậm lại có 1,8 phần nghìn giây, các bạn thấy quá ít phải không? Thế nhưng, hãy tính xem, 1 triệu năm sẽ chậm 18 giây, và với tuổi đời 4,5 tỷ năm của trái đất, nó đã quay chậm đi khoảng 20 tiếng đồng hồ. Tức là lúc trái đất mới ra đời, nó quay sung lắm, chỉ mất có 4 tiếng để quay hết một vòng, nghĩa là một ngày chỉ có 4 giờ. Vậy mà đến nay, một ngày đã có tới 24 tiếng. Đúng là đến trái đất cũng không thoát khỏi quy luật sinh lão bệnh tử tương tự như đàn ông. Hồi con trai trắng, cứ 4 tiếng một cuốc vẫn dùng. Đến 45 năm sau thì 24 ngày một cuốc, có khi vẫn không trụ nổi. Nếu mặt trăng còn tồn tại, các bạn cố sống lấy 200 triệu năm, sẽ thấy một ngày có 25 tiếng. Hay sống đến 1 tỷ năm nữa, thì một ngày sẽ có 30 tiếng. Nhưng nếu mặt trăng đột ngột biến mất, thì cả tỷ năm nữa, mỗi ngày cũng chỉ có 24 tiếng mà thôi. Ở khía cạnh quân sự, nếu là fan cứng của idol Ngô Quyền thì bạn sẽ không hề muốn mặt trăng biến mất, bởi khi đó sẽ không còn thủy triều thì việc dàn trận cắm cọc trên sông sẽ trở nên vô dụng. Thật ra thì không phải riêng mặt trăng, mặt trời cũng tạo ra thủy triều,
Nhưng theo các nhà khoa học tính toán thì thủy triều của mặt trời rất yếu, chỉ bằng 1/3 so với mặt trăng. Và khi mặt trăng ra đi, nó sẽ kéo theo tất cả các loài sinh vật sống dựa vào thủy triều đi cùng. Cuối cùng, nếu mặt trăng biến mất, người dân Việt Nam sẽ buồn thê thảm khi con tàu vũ trụ của chúng ta sắp được phóng lên mặt trăng thì lại không còn nơi nào để đáp. Làm sao để cho thế giới thấy Việt Nam cũng là cường quốc công nghệ đây? Và thế giới cũng sẽ rất tiếc khi một nguồn tư liệu vô cùng quan trọng để liên lạc với người ngoài hành tinh và khám phá lịch sử của vũ trụ cũng bốc hơi. Các ông chủ bất động sản thì lại càng buồn hơn khi cái ý định phân lô bán nền trên mặt trăng sẽ không bao giờ còn có thể thực hiện. Dù sao thì, về mặt khoa học, mặt trăng có biến đổi thì trái đất cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhưng với giới văn học và những con bướm đêm thì mặt trăng biến mất đúng là một cuộc khủng hoảng về cảm xúc và hành vi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.